Sau đây là nội dung chi tiết của phần 2 của bản tin thế giới. Thưa quý vị, lo ngại về quá trình hồi phục chậm chạp của kinh tế thế giới và căng thẳng chính trị tại nhiều khu vực đang làm tổn hại đến niềm tin kinh doanh tại châu Á. Đây là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Các doanh nghiệp tại Bắc Á như tại Trung Quốc và Hàn Quốc đang chịu nhiều áp lực. Họ lo sợ rằng nền kinh tế toàn cầu dễ bị tổn thương, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa. Các quốc gia mới nổi như Hàn Quốc và Trung Quốc đang cố gắng giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, nhưng rõ ràng sự sụt giảm nhu cầu tại các nước giàu có đang khiến họ rất lo lắng. Chỉ số niềm tin kinh doanh tại châu Á do Thomson Reuters Insight công bố đã giảm còn 66 điểm trong quý 3, giảm mạnh so với quý trước. Giới đầu tư lo ngại nhiều nhất ở thị trường bất động sản Trung Quốc và ngành tài chính cũng như vận chuyển của nước này. Căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Nhật Bản có khả năng dẫn đến bất ổn chính trị cũng là một yếu tố đáng lo ngại. Dù vậy, cũng có một số yếu tố lạc quan như lĩnh vực tiêu dùng tăng trưởng ổn định và mức thu nhập tăng. Bộ trưởng Kinh tế Argentina dự báo trong năm 2015, nước này sẽ có tăng trưởng. Tuy nhiên, giới chuyên gia không đồng tình với dự báo này. Theo kế hoạch ngân sách năm 2015 của chính phủ Argentina, kinh tế Argentina sẽ tăng trưởng 0,5%, lạm phát 21,3%. Năm 2015, tăng trưởng dự kiến đạt 2,8%, lạm phát giảm còn 14,5%. Chúng tôi tin tưởng rằng với những đối tác thương mại hiện có và những đối tác tiềm năng, với nhu cầu quốc tế tăng mạnh, nền kinh tế trong năm sau sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng kế hoạch này quá lạc quan. Nền kinh tế lớn thứ ba tại Mỹ Latin hiện vẫn còn chìm trong suy thoái từ đầu năm đến nay, sau 10 năm tăng trưởng mạnh. Chính sách can thiệp sâu vào giá cả và cung cầu trên thị trường hàng hóa đã khiến cho nền kinh tế mất cân bằng, ảnh hưởng đầu tư và niềm tin của doanh nghiệp. Mặt khác, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và riêng tại Brazil, đối tác giao thương chính của Argentina, đã tạo thêm gánh nặng cho nước này. Một số dự báo độc lập cho rằng trong năm nay, kinh tế Argentina sẽ suy giảm 2-3%, lạm phát cao hơn 30%. Thưa quý vị, nhằm nỗ lực ngăn chặn buôn lậu cocaine, cảnh sát Peru và các lực lượng quân sự đã cùng nhau phối hợp phá hủy nhiều đường băng được những kẻ buôn lậu sử dụng trong vận chuyển cocaine sang Bolivia bằng đường hàng không. Chỉ trong vòng một tuần, chính phủ Peru đã tiến hành phá hủy 58 đường băng được cho là do các băng đảng ma túy đã bí mật xây dựng nhằm buôn lậu cocaine. Đây là một phần trong chiến dịch lớn của chính phủ Peru, vốn là một trong những nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới. Các đường băng bị phá hủy bằng thuốc nổ, để lại những lỗ hổng lớn nhằm ngăn chặn các máy bay vận chuyển hạ cánh xuống vùng Apurímac, là nơi số lượng lớn cocaine được trồng và thu hoạch. Các hoạt động lần này được chỉ huy bởi Lữ đoàn Tình báo đặc biệt do chính Tổng thống Peru thành lập nhằm chống lại các băng đảng tội phạm vốn luôn tồn tại trong khu vực với sự hỗ trợ của người dân địa phương. Chúng tôi đã phá hủy được 26 đường băng và mục tiêu của chúng tôi phải hoàn thành là 58 đường băng. Những đường băng bí mật nằm giữa vùng rừng núi và rộng đến 600 mét. Điều gây khó khăn cho chính phủ đó là những đường băng này được xây dựng bởi chính những người dân địa phương, bởi họ có thể cho thuê những đường băng này với giá từ 2.800 đến 3.500 đô la Mỹ. Năm ngoái, các lực lượng an ninh đã phá hủy 70 đường băng bí mật. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đường băng mọc lên ngay sau đó tại khu vực Puno và Loreto, nằm gần thủ đô Bolivia và Brazil. Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi trận lũ lụt lớn nhất trong vòng 100 năm nay tại Ấn Độ đã nhấn chìm hơn 2.000 ngôi nhà và khiến hàng chục nghìn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Những nỗ lực cứu trợ của chính phủ dường như không đủ sức để đáp ứng tình hình cấp bách bởi nhiều người nghèo vẫn còn bị mắc kẹt và không có thực phẩm. Gần 75.000 người hiện vẫn còn đang mắc kẹt tại những ngôi nhà ngập hơn quá nửa tại thành phố Srinagar, một thành phố lớn của Kashmir với hơn 1 triệu dân. Những con đường giờ đây trở thành những con kênh ngập đầy rác thải và xác động vật. Cơn lũ đi qua, mang đi hàng trăm sinh mạng và để lại hàng chục ngàn người vô gia cư. Đa số đều là dân nghèo, giờ đây cuộc sống của họ càng bội phần khó khăn hơn. Mặc dù đã triển khai an ninh nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn xã hội có thể xảy ra, nhưng đâu đó tại Kashmir, người ta vẫn có thể dễ dàng nghe thấy những lời phàn nàn về chính phủ. Chúng tôi đều là người nghèo, cả gia tài của tôi trị giá tới 3.000 đô la đã đi theo cơn lũ, hiện giờ tôi chẳng còn gì. Bà Baro, một người làm chổi khác cho biết kể từ sau trận lụt, bà và gia đình không có nơi nào để đi. Tôi có 4 đứa con nhưng chúng tôi không có lấy chiếc chăn nào để đắp, cũng không có gì để bỏ vào bụng. Chính phủ Ấn Độ cho biết đã triển khai hơn 30.000 binh sĩ cho những hoạt động cứu hộ và cứu trợ, đồng thời phân bổ gần 225.000 lít nước và lương thực cho những người còn sống sót.
Thưa quý vị, cuối tuần qua ngày 14 tháng 9, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập cho biết nếu tình hình bất ổn trong khu vực không ảnh hưởng gì đến Ai Cập, thì ngành du lịch của nước này sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2015. Trong khi tình hình trong khu vực không có vẻ gì là ổn định, Bộ trưởng Du lịch nước này lại hy vọng ngành du lịch sẽ tăng trưởng 10% trong năm nay và sẽ phục hồi như trước khi cuộc nổi dậy xảy ra với gần 15 triệu du khách vào năm 2015. Nếu tình trạng ổn định vẫn được duy trì từ giờ cho đến giai đoạn tiếp theo thì tôi tưởng tượng chúng ta sẽ có một sự phục hồi, thậm chí là bùng nổ du lịch vào năm 2015. Và tôi tưởng tượng đến cuối năm 2015, ngành du lịch của Ai Cập sẽ trở lại mạnh mẽ hơn cả trước đây. Tại Ai Cập, những khu nghỉ dưỡng nằm cạnh bờ biển hay những di tích lịch sử chính là đốt xương sống của du lịch Ai Cập, vốn là trụ cột của nền kinh tế nước này. Ông Zazu cho biết, trong tương lai, ông sẽ thúc đẩy những chuyến tham quan sa mạc, leo núi và du lịch nghỉ dưỡng. Kể từ sau khi đạt đỉnh điểm 12,5 tỷ đô la Mỹ một năm, doanh thu ngành du lịch tại Ai Cập đã giảm hơn một nửa so với những gì nó đạt được trong năm 2013, trong bối cảnh nhà nước Hồi giáo IS mạnh lên làm du khách e ngại. Trong năm 2010, gần 15 triệu du khách đến thăm Ai Cập, vậy mà đến năm 2011, con số này chỉ còn 9,8 triệu khách. Đến năm 2012, số lượng du khách tăng nhẹ trở lại đạt 11,5 triệu lượt khách, nhưng lại rơi xuống mức 9,5 triệu khách trong năm vừa qua. Theo báo cáo mới nhất của chính phủ, doanh thu nửa đầu năm nay là 3 tỷ đô la Mỹ, giảm 25% so với cách đây một năm. Những số liệu của chính phủ cho thấy du lịch đóng góp 11,3% GDP cả nước và chiếm 14,4% doanh thu ngoại tệ. Mặc dù trong năm nay những du khách đã dần trở lại với Ai Cập, tuy nhiên tình hình bất ổn tại Trung Đông vẫn là một mối lo ngại không thể nào phủ nhận được và dự đoán có thể đe dọa đến ngành du lịch nước này. Sự lớn mạnh nhanh chóng của nhà nước Hồi giáo IS đã khiến toàn bộ các chính phủ trong khu vực lo ngại, bao gồm Ai Cập, vốn là một đồng minh thân cận của Mỹ. Việc đảm bảo an ninh quốc gia và những hiểm họa đến từ nhà nước Hồi giáo IS không len lỏi vào Ai Cập là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ngay khi sự ổn định bị gián đoạn thì chắc chắn ngành du lịch sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, tôi tin rằng chính phủ hoàn toàn ý thức được cần phải làm những gì và chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức. Hiện chính phủ Ai Cập vẫn luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của tổ chức Hồi giáo IS trong bối cảnh nhóm này đang âm mưu lật đổ chính phủ Cairo. Vấn đề này thực sự làm tôi quan tâm, ở vị trí là Bộ trưởng Du lịch Ai Cập hay chỉ là một người dân Ai Cập bình thường. Chúng tôi đang tìm kiếm một ốc đảo xanh giữa lòng sa mạc, giữa chính tình hình chính sự đầy bất ổn này, dù là ở đây hay ở Libya. Trước đó, ngành du lịch Ai Cập đã bị chấn động khi chỉ trong một thời gian ngắn mà những chiến binh Hồi giáo đã sát hại 58 khách du lịch và đánh bom một chiếc xe buýt, làm chết hai người Hàn Quốc và một người Ai Cập. Ngành du lịch Ai Cập đã có một thời gian dài chống chọi với những tổ chức Hồi giáo cực đoan, nhưng vẫn có thể sinh tồn và phát triển đầy ngoạn mục. Vừa rồi là phần 2 của bản tin thế giới, tiếp theo sẽ là phần cuối cùng với những nội dung chính. Chứng khoán thế giới, nhiều thị trường có tín hiệu tích cực. Thương nhân bờ biển Nga kiếm được nhiều hơn nhờ bán lẻ trực tuyến.